Dạ, em chào thầy. Dạ, xin lỗi thầy. Tối qua em thức khuya làm bài, cho nên nó là sáng em ngủ quên. Không biết sắp xếp thời gian, thức khuya để làm gì? Rồi bản phát thảo đâu? Dạ, bản phát thảo thầy. Không những mà em đã làm á, mà em còn làm rất là xuất sắc. Bảo đảm khi mà thầy coi á, là thầy sẽ bất ngờ cho bà coi. Lần này á, tôi tạm tin em á. Tôi chết rồi, cái bản phát thảo của em đâu rồi? Linh, em nghĩ sao vậy? Bản phát thảo chắc nó có bị lớn á, em nhét túi quần á, nó bự bằng cái bánh xe bò. Không có thầy ơi, thật sự á là em có làm mà thầy, mà ra đâu mất tiêu rồi. Em giỡn với tôi hả Linh? Thầy, em nói thiệt hôm mà. Hôm nay là thứ mấy ngày mấy rồi? Em nói thiệt mà. Dạ, thầy, bản phát thảo đây à? Cậu. Dạ. Hôm trước cậu là người cho tôi xông hơi trong toilet phải không? Phải không? Dạ thầy, bữa đó là tại vì cái cửa nó bị hư chứ không phải tại em thầy. Tại cái cửa hả? Dạ tại cái cửa. Thầy, đó thấy chưa, em nói thiệt mà. Em có làm mà. Thầy xem đi thầy. Bảo đảm là thầy sẽ bất ngờ cho mà xem. Lần này mai cho em, tôi tin em lắm. Không thôi là bài phát thảo của em thế nào cũng rớt chắc. Hả? Cái gì? Sao thầy? Xuất sắc lắm đúng không thầy? Em đã nói với thầy rồi, lần này á là em đã hoàn thành cách xuất sắc. Xuất sắc lắm? Dạ. Thầy cho em bài tập về nhà làm, chủ đề gì? Dạ, chủ đề á là sự tái sinh của Phượng Hoàng. Nè, tái sinh của em nè, tái sinh đó. Ủa? Cái này không phải là cái cặp đôi tình nhân trong phim ngôn tình mà tối chị hay coi hả? Đúng rồi, không có cái này lấy gì tái sinh phải không? À, thầy ơi, cái này á là lúc nãy em rối quá, em đem lộn quá thầy. Em làm rồi mà thầy. Lộn cái gì mà lộn? Đi học á, ngủ gà ngủ gục. Cho bài tập về nhà làm thì không làm. Cuối cùng á, thích coi phim ngôn tình, coi tới gần sáng luôn rồi, cuối cùng bây giờ á. Cái bản phát thảo nó ra gì nè? Giờ làm sao? Thầy cho em cơ hội nữa nha thầy. Cho cơ hội gì nữa? Tôi đem cái bản phát thảo này lên trên văn phòng khoa. Họ sẽ làm việc với em. Bây giờ tôi hết cách rồi. Thôi thầy. Thôi thầy ơi, thầy cho Linh cơ hội đi thầy. Thầy làm cái gì đó? Mấy em làm cái gì đó? Cơ hội cái gì đó? Chống người thi hành công vụ đó. Tôi lên khoa. Thầy cho Linh cơ hội đi. Cơ hội cái gì? Buông ra. Tôi được rồi. Tôi cho cơ hội. Tiện thầy. Thiệt, một lần này thôi. Dạ, em cảm ơn thầy. Nhớ, ngày mai là 9 giờ sáng nha. Có đầy đủ bản phát thảo. Nếu không á, lần này là trời cứu. Khoa cũng không cứu được đâu. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Dì Linh tính có thể làm tất cả mọi thứ. Thôi, lẹ lên, chị trễ á. Nhanh lên. Nhanh lên. Cái gì mà nhanh? Ủa? Chỉ cần chụp hình lại gửi cho thầy thôi mà chị. Chị nói là chụp hình phản thảo thôi mà. Phản thảo đâu ra? Ủa chứ sao hồi nãy trên trường chị nói với thầy là chị để quên bản thảo ở nhà là tại vì cầm nhầm thôi. Chị mà không nói như vậy á hả? Thầy giết chết luôn á. Cái gì? Vậy là chị chưa làm thiệt hả? Ừ, đã làm đâu. Thôi đừng nói nhiều nữa, vô lấy nước cho chị, nhanh lên, nhanh. Ờ, dạ. Trước khi về, mình phải tập trung. Hồn nhẹ như nước, tâm như giọt sương. Phải tập trung, phải sáng tạo. Chị uống nước cam, nước ngọt hay là nước suối ha? Cái gì cũng được hết, đi, chị đang tập trung. Ủa chị, nước suối là nước suối có lạnh không? Hay là nóng? Thôi, chị không uống nữa, đi ra đi để chị tập trung coi. Ờ, dạ, em xin lỗi. À, mình biết rồi. Mình vẽ không được á là tại vì bây giờ tinh thần của mình không được thoải mái. Muốn thoải mái thì mình phải xem một tập phim. Lúc đó
tinh thần thoải mái, mình có thể sáng tạo ra được những bộ sưu tập để đời. Đúng. Năm giờ sáng, còn 4 tiếng nữa là phải nộp bản thảo rồi. Phải dẹ, phải dẹ, phải dẹ. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Ủa, phải dẹ, phải dẹ. Cái tật mê phim nè, mê phim nè. Không làm cho thầy thất vọng. Bố cục hoàn hảo, ý tưởng tuyệt vời. Em có biết tại sao mà thầy lúc nào cũng la mắng em không? Tại vì là thầy muốn em tốt hơn. Đó, thầy sẽ khen tôi nức nở như vậy đó. Đây, chúc lòng thành của tôi. Bà nhận với tôi mừng nha. Mà bà cũng hên lắm á nha. Hên đó là tôi làm dư ra nhiều bản mới có cho bà mượn á. Chứ không á, môn này bà chết chắc luôn á. Biết rồi, ân nhân ân nhân. Mai mốt á, có cái trục chặt gì á thì cứ gọi cho tôi, quan trọng là có tiền. Ok. Mà nói nghe nè, bà muốn ăn gì á, tí nữa xuống căng tin tôi khao. Coi như á là bà giúp tôi, bà cứu tôi được một bàn thu trông thấy. Chắc chắn. Hay quá ha. Thầy, tôi rất là thất vọng về hai em. Học hành không lo học, còn dở cái trò mua bán bà vợ đây nữa. Muốn nổi tiếng à? Nổi tiếng toàn khoa phải không? Sao thầy biết được? Bà bán đứng tôi đúng không? Bà bị điên hả? Nghĩ sao mà tôi làm cái chuyện đó? Bà thôi đi, nếu như bà không nói á thì làm sao mà thầy biết được? Tôi không có làm chuyện đó đâu. Tôi không ngờ bà là như vậy luôn á. Chết cả lũ đó, bà có biết không? Bà thôi, thôi đi. Thôi, bạn cùng phòng của em cho tôi biết đó. Thầy, không phải như vậy đâu thầy. Em chỉ tại á là em không có tại bị thì đà mà, không có giải thích gì ở đây hết á. Các em là những sinh viên tôi đánh giá rất là cao, nhưng mà chuyện hôm nay các em làm tôi thất vọng dữ lắm luôn. Các em nói đi, mục đích cuối cùng của tụi em là gì? Phim ngôn tình hả? Hay là cuối cùng là những sinh viên đi ăn cắp chất xám của người khác, hay là đi mua bằng? Dạ. Nếu muốn như vậy á, biến ra khỏi trường. Tôi không thích những sinh viên biến chất như tụi em nữa. Thầy ơi, em xin lỗi. Thầy ơi. Ôi, bà vẫn còn sức để phá nhà luôn ha. Thầy Thành nói đúng á, tôi đúng là đứa bất tài vô dụng mà. Có một bộ đồ mà thiết kế hoài cũng không sao. Không có đâu, tôi nghĩ là thầy không có con mắt nhìn người rồi. Chứ bà hả, bà thiết kế bộ đồ cũng đẹp bộ giống như cái váy này nè, xuất sắc quá trời. Thì không? Ừ. Tôi cũng thấy nó đẹp mà. Ừ. Mà thôi đi, không có thiết kế thì kế.
thầy nộp bản thảo đầu năm của con để dự thi tiết cái tầng trường hả? Bộ sưu tập nào vậy thầy? Hả? Là cái váy đó. Kim! Kim! Trời, gì mà bừa bộn quá vậy? Hôm nay là cơ hội để mình ghi điểm trong lòng chị Linh. Vô đây. Bà yên tâm đi, nãy tôi để ở đây mà không mất đâu mà lo. Ủa? Cái thùng này tôi để ở đây mà. Cái thùng gì? Cái thùng đó. Đừng có lấy của bà ở trong này. Giỡn hoài. Không có giỡn. Để đây thiệt á. Tôi không có giỡn thiệt đâu á nha. Sự nghiệp của tôi đó. Thì tôi để ở đây mà giờ không biết sao nó đâu mất rồi nè. Tin. Dạ. Em có thấy cái thùng để ở đây không? Cái thùng đấy hả? Ừ. Em dục ở ngoài đường rồi. Rồi. Cái gì? Rồi em thấy cô ve chai cổ dọn đi luôn rồi. Ủa sao vậy? Trời ơi. Ủa chị Linh sao vậy chị Linh? Cái mẫu thiết kế đó. Tôi đẹp vào vòng chung kết. Cô thiết kế toàn trường rồi đó. Cái gì mẫu thiết kế gì? Em thấy cái thùng đó nó rác không à? Dạ. Thùng đó. Đi tìm đi mau lên. Chẳng có thùng đó có mẫu thiết kế hả? Chết. À dạ. Của mẹ. Con có biết đó, là mẹ tìm con cực khổ như thế nào không? Xa mẹ chứ con cũng muốn sung sướng gì. Con ở đây. Rồi anh em con đâu hả? Mẹ. Mấy người là ai vậy? Tự nhiên nói khùng đứa điên cái gì vậy? Ai là con mấy người? Chị bình tĩnh. Không phải đâu, tại bà chị em mất đồ á, rồi xong bà kiếm lại được đồ cho nên là bà mừng quá, bà không có rõ. Kiếm cái đồ gì ở đây? Đi chỗ khác mà kiếm. Nè, mấy người đừng có dàn cảnh mà bắt cóc con tôi nha. À, dạ không có ý đó đâu ạ. À. Ý em hỏi nói là cái váy đây nè. Cái váy này là nằm trong bộ sưu tập của chị này. Dạ. Chị cho em hỏi cái váy này nó nằm chung với cái bịch. Rồi cái váy đây cái bịch đâu ạ? À? Trời ơi, không có nói rõ ràng gì hết trơn à. Ý cậu nói cái áo này với lại cái bịch đồ dị hợm đó đó hả? Đúng rồi. Tôi đâu có bán được cái đó đâu nên tôi dục thùng rác rồi. Giờ này chắc nó nằm ở ngoài bãi rác thành phố rồi. Hả? Bãi rác thành phố? Ừ. Trời ơi. Thầy Thành gọi. Dạ con nghe thầy. Dạ chiều nay á con đem đồ lên nộp. Sao thầy? Thầy nhớ lộn lịch hả? 9 giờ sáng mai ở trường. Trời ơi. Cái gì 9 giờ sáng mai?
Đồ của cô á thì tôi cho cô lấy được rồi đó, nhưng mà lấy bằng cách nào thì tôi không biết rồi nha. Bé ơi, con cho cô xin đồ nha. Kiếm được rồi nè. Đúng rồi, đó rồi nè. Ủa cái bộ đồ bà mặc đi hồi sáng đâu? Tôi đổi với con bé bán chai chai á, nhưng mà tôi mới tìm được có bộ này à. Còn một đống đồ trong bộ sưu tập nữa, kiếm chưa ra. Đổi với bé bán chai chai hả? Ừ. Em ở đâu chui ra vậy? Tâm à, em mua trong bãi rác vậy? Thì đúng rồi đó, em từ trong bãi rác ra mà. Trời ơi, tôi đúng là bất tài vô dụng mà. Cơ hội cuối cùng mà tôi cũng biết nắm giữ nữa. Tính, chị xin lỗi nha. Ông trời thiệt là ác với chị quá mà. Đã hành chị thì thôi chứ, còn hành tới em nữa. Cái này đâu phải là lỗi của chị đâu, cái này là lỗi của em. Tại em vô dụng, em lục hoài mà không có kiếm được mẫu thiết kế cho chị. Tôi cả một bãi rác luôn á. Vô dụng quá đi. Lỗi đầu tiên mới là lỗi của Kim. Nếu như mà tôi không có cất cái bộ đồ của bà đi á thì bà đã được dự giải chung kết rồi. Còn tính thì đâu phải chui vô bãi rác như vậy đâu. Lỗi là lỗi của tôi. Thôi thôi, tụi mình đừng có tự trách nhau nữa. Mà tụi mình còn trẻ mà, còn biết bao nhiêu là cơ hội, đúng không? Tôi quyết định rồi, từ đây tới 9 giờ sáng mai tôi sẽ may lại bộ sưu tập. Em thử coi còn bao nhiêu tiếng nữa. Bây giờ là 4 giờ chiều, chúng ta còn 14 tiếng. 14 tiếng? Cũng được á. May lại bộ sưu tập hả? Ừ. Bây giờ bạn Phát Thảo ở đâu? Rồi bà may bằng cách nào? May bằng niềm tin đó hả? Không, còn phải gửi cho thầy Thành. Ủa? Dạ. Đi thay đồ đi, là muốn giúp gì giúp. Đi đi, hôi lắm. Hôi lắm hả chị? Tại mũi em nghẹt mất tiêu rồi. Chị hả? Chị giặt giùm em cái khúc này nha. Anh Thành à, chỉ còn một bộ sưu tập á mà do sinh viên của anh giới thiệu thôi. Sao giờ này chưa tới nữa vậy? Em ơi, em ráng chờ chút xíu đi, học trò nó đang chuyển cái bộ sưu tập tới đây. Rồi, em hãy đóng thùng ha. Em chờ chút nha. Anh chỉ còn 15 phút thôi đó. Kìa, em ơi, em đừng có dán lại, từ từ chờ tụi nhỏ chút xíu đi em. Anh làm gì kỳ vậy, buông tay tôi ra đi. Hường ơi, em hãy nhớ tình xưa nghĩa cũ của mình chứ Hường. Thôi, anh đừng có chạm vào nỗi đau của tôi nữa. Kìa, Hường à, tụi mình ngày xưa học đại học mỹ thuật á, cũng thức đêm thức hôm, cũng để hoàn thành cái đồ án tốt nghiệp. Thì bây giờ tụi mình ra trường rồi, tụi mình phải thương học trò chứ. Mình phải chấp cánh cho tụi nó cái hoàn thành cái ước mơ của nó, cho tụi nó cơ hội chứ. C-
Cơ hội á thì ai cũng có, nhưng mà chỉ một lần thôi. Không phải á là chỉ một mình anh thương sinh viên đâu, tôi cũng thương sinh viên vậy. Nhưng mà tới giờ ra sân bay rồi, tôi không thể chờ đợi được nữa. Thôi ráng chờ một phút cũng được đấy em. Thôi được rồi, anh còn một phút nữa để giải quyết vấn đề. Thầy ơi, Hè Linh tới rồi. Em nộp bài, Linh nộp bài thầy ơi. Thầy ơi, lần này thầy không hớt trọng gì em đúng không thầy? À, kịp rồi em ơi, kịp rồi, kịp rồi. Kìa, sao vậy Linh? Linh, 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 Linh ơi, chị Linh, chị Linh. Mình đã nộp bài chứ tính. Thầy Thành đã nhận được bộ sưu tập của chị chưa? Chị yên tâm đi, mình nộp bài kịp rồi. Thầy Thành đang trông đợi kết quả đó. Ôi, thầy, thầy. Thầy. Dạ thầy ơi, kết quả sao rồi thầy? Xong phim. Thôi, không sao đâu. Chị biết năng lực của chị mà. Đi được tới đây á là chị cũng học được biết bao nhiêu bài học rồi. Con cảm ơn thầy. Nếu ngày đó con cố chấp á thì giờ con đâu có đánh mất cơ hội đâu. Con đó không nghe lời thầy, con xin lỗi thầy. Bộ sưu tập của em á đã lọt vô top 3 rồi. Top 3. Thì chị, thầy cũng có đôi có cặp giống mình vậy đó. Dạ, em cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy. Em có thấy là cái nỗi khổ của thầy cô như tôi hay không? Bình thường á, tôi mắng chửi, tôi càm ràm em thế nào. Bữa nay á, thành quả cuối cùng mỹ mãn không? Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Nhiều khi á, cái nỗi khổ tâm của người thầy á, cái chuyện mình dạy học á, không phải là điểm số, không phải là thi đua. Nhưng mà mình phải trân trọng, phải tìm ra được cái khả năng tiềm ẩn của từng đứa để phát triển, cho tụi nó học tốt hơn, để tụi nó thành người, thành tài. Phải không em? Dạ. Hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta tự tin bước qua chính ta, để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say, mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng trời đó đây, ngây ngần chỉ sao.